Trời nóng mà có một cái ca xương xăm ăn cũng đã gì đâu á. Ôi, không được ăn. Trên đường chán mà ăn cái gì? Cái thứ mà khúc mắt khúc mũi á, đừng có ăn, mắt thì xinh lắm. Bà làm gì kỳ vậy? Bà không ăn thì tôi ăn. Ba cái đồ ngon này tôi nói thiệt với bà, tôi lấy lá về tôi bán nè, tôi lấy mối làm sẵn tôi bán luôn nữa chứ đừng nói ăn. Vợ chồng cũng thương thằng Phương á, nó dò xương xăm bằng chân đó. Dì nói cho mày biết, cái lá đó cứng lắm, sao mà dò bằng tay từ ngày này qua ngày khác được, nên là tụi nó phải chơi chiêu. Bây giờ mày nghe rồi đó, mày còn dám ăn cái thứ này còn khen nó mát nữa không? Tao nói mày đó, cái thứ mà khuất mắt khuất mày á, tốt nhất là không có ăn. Ăn mất vệ sinh dữ lắm. Bà làm như bà có bằng chứng gì kể nghe ly kỳ dữ à. Tao muốn tốt cho mày thôi. Tao muốn nói cho mày biết những gốc khuất mà mày không nhìn thấy, mày không chịu tin tao. Mày u mê mày ghiền ăn nó quá chứ gì. Ngu thì chịu. Bà nha, đồ người ta đang ăn ngon rồi mà lại mà đổ cho mày chửi tôi ngu nữa. Bà không chào tôi tuổi thân à. Đi luôn. Tao giao xương xăm tiếp cho mày nha. Nè, đúng lúc thường nó có qua giao xương xăm nè. Bà ở đây bà ba mọc một lời với nó luôn, cho ra nhẽ chuyện này. Không có rảnh. Tao nói rồi, tin thì tốt, còn không tin nữa hả thì đau bụng. Vụ gì? Cái này không? Xương xăm phải không? Tao lấy về tao dò tao tự ăn, chứ không mắc mớ gì tại mua cái thứ mà dò sẵn đâu nha. Tiền đó. Rồi khoan, cái này là tôi bỏ mối cho ông Thương. Bà lấy đi đâu được. Ừ đúng rồi, bà lấy hết rồi lấy gì tôi đem về tôi bán nữa. Thì ai thấy trước rồi lấy trước, trả tiền rồi, vậy nha. Thôi khỏi đi, để tao dí theo bả rồi hả, tao nói bả chia lại cho tao. Mua giá cao hơn chắc là bả cũng chia đó. Ừ vậy đi, để bà mua cũng tốt. Tốt gì? Tốt là tốt cho mày thôi chứ sao tốt cho tao. Bả mua hết rồi lấy gì hai vợ chồng tao làm, đất nghiệp hả? Được rồi, để nó đi, tao tự đi nha. Tao mắc đi xương xăm của tao. Dò xương xăm thôi mà, dễ ợt, mấy cái này có làm khó được mình đâu. Trời ơi, ăn ba ngoài đường, có ngày làm sao mà làm khó được mình. Sao vậy ta? Lỏng lẹt vậy nè. Sao không có nhớ gì hết vậy? Trời ơi. Tiểu Lâu. Mới ăn mấy muỗng không có đổ nữa. Trời đi. Vụ gì? Tao trả lại mày á nữa mà xương xăm. Mày nghĩ đi, mày giao đồ dởm cho tao. Giờ buổi trời không có ai nhớ gì trời hết trơn. Mà nhìn cái màu nè, cái gớm. Thiệt ha. Bây giờ kiểu gì mà nè, lá còn yên nguyên. Rồi đây gì nữa? Tóc. Bà ấy nha, bà mê sạch sẽ lắm mà. Bây giờ làm ăn kiểu này, cái này mới đúng gọi là mất vệ sinh an toàn thực phẩm nè bà nội. Mày giao lá dởm cho tao mày còn nói gì nữa hả? Cứ khỏi đi, chưa hết nữa kìa. Thấy cái tay bà không? Làm gì rung dữ à? Chưa thấy thành quả xương xăm ngon đâu mà thấy hậu quả tới với cái tay bà đó. Rung như cây sấy. Thôi, qua đây ngồi đi rồi tôi nói cho bà nghe. Mình uống miếng nước cho hạ hỏa không? Mình bình tĩnh lại. Rồi cái chuyện đâu nó có đó chứ. Yên tâm đi. Nói vậy còn nghe được. Phục vụ. Dạ, có liền. Mời chị nha. Uống miếng cho nó mát. Ngon. Đã. Mát nữa mày. Còn thiệt là một hơi hết ly luôn mà. Dễ gì mà không ngon, không đã, không mát. Cái này là xương xăm chất lượng của gia đình Thương Phương mà. Sạch sẽ thơm mát, ăn một lần là ghiền hoài. Cái gì? Ly xương xăm này là Thương. Xương xăm nhà làm, ngon như nhà làm. Tụi tôi là làm ăn đàng hoàng sạch sẽ chứ không phải là giống như bà đồn đâu. Tôi là nhà kế bên hai vợ chồng nó. Ngày nào cũng đi ngang đi qua đi lại thấy vợ chồng nó làm rất là sạch sẽ, chứ không có như bà nói.
Ủa, chắc gì chị mấy người kể là đúng, bằng chứng đâu? Lỡ như á, giống như câu chuyện của tụi em sao? À, lòi ra rồi ha. Hôm bữa bà bịa chuyện bởi vậy tôi đòi bằng chứng hoài mà đâu có. Vậy mấy người nói sạch, bằng chứng đâu? Bằng chứng hả? Vô. Bằng chứng nè. Nè, Trâm. Rồi ở trong đây là có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, với lại là giấy khám sức khỏe của hai vợ chồng tôi. Vợ chồng tôi buôn bán đàng hoàng, ở đâu mà bà đồn hoài vậy trời? Nửa tháng trước là hả, cơ quan chức năng người ta tới đây nè, người ta kiểm tra rồi, người ta cấp phép cho tụi tôi rồi đó. Đúng rồi. Hiểu lầm nha. Thông cảm nha. Còn cái thằng quỷ này, biết sao mà em cản tao? Tôi cản bà, tôi giải thích cho bà luôn nữa, bà đâu có nghe đâu, đúng không? Phải để cho bà làm, bà nhúng chàm, cái tay bà gung 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 mà tự hành hạ bà vậy đó, lúc đó bà mới nhận ra. Cái vụ mà cái lá đó không cần đền tiền lại cho vợ chồng thương, để nó làm ra những ly xương xăm á, mà vừa sạch vừa ngon vừa mát vậy nè, vệ sinh nữa. Trời, nãy gì? Dạ, cảm ơn nha. Ê, sẵn tiện đây cảm ơn tì lời nha. Nhờ mày mà mới giải quan được cho hai vợ chồng tao á, cho mượn cái chỗ này bán ké nữa. Tao nói hả, từ đây tới suốt đời nha, tao cho mày ăn xương xăm thoải mái đã đời luôn. Quá đã luôn. Hương ơi, lấy cho tôi 10 phần xương xăm cho đoàn phim tiệm rau đã lắm nha. Đợi chị tí nha cưng. Vô làm. Đi làm mình. Đi. Thôi nó bán được kìa. Tao mua quá trời. Còn bà ăn sao? Cái thau xương xăm bà bán được không? Không, đổ bỏ đó, lấy cái thau về.